cùng quý vị cái cách làm đậu hũ tại nhà. Tại vì Huyền Linh làm thường xuyên lắm cho nên là chia sẻ cùng quý vị. Thì để mình làm được đậu hũ tại nhà để mình ăn á, thì mỗi lần Huyền Linh làm như vậy thì cần có nửa ký đậu nành, hai trái chanh, một ít muối, thế là xong. Thì cái công đoạn mà để làm cho cái đậu nành nó nhẹ nhàng á, thì quý vị nên ngâm ngâm đậu vào nước buổi tối trước khi đi ngủ, thì sáng sớm hôm sau là chúng ta lại làm. Thì tối qua thì mình đã làm như vậy thì đậu đã được ngâm. Thì đó, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cái bước là tách cái vỏ, làm sạch đậu. Đã bóc sạch vỏ hết rồi đó, thì nửa ký nó nở ra như vậy nè. Thì chúng ta sẽ dùng một cái thau lớn, quý vị xài máy sinh tố cũng được, còn Linh thì xài cái xay một lần luôn. Ngày xưa thì phải phải quay bằng cối bây giờ công nghệ đủ thứ để mà chúng ta chọn lựa. Thì sau khi mà đậu nó đã sạch rồi á, thì Linh cần như vậy là 4 lít nước đó, quý vị cho vào, đã đông sẵn rồi nè, 4 lít nước cho vào rồi mình xoay lên thôi. Nhưng mà đừng có cho hết một lần, để một lát mình còn giặt cái bột để cho nó ra cái sữa của nó, mình cứ chừa lại. Thì mình chỉ xài trong vòng 4 lít nước này thôi. Bây giờ là mình bắt đầu xoay nè. Xong rồi, 3 phút là mình đã xay xong. Cái sữa này mình rửa lại. Đó là quý vị thấy là mình đã có cái sữa, sữa đậu nành rồi đó. Bây giờ mình chỉ có việc là mình tách tách cái xác đậu ra thôi. Thì mình sẽ dùng một cái rây tách đậu ra. Ngày xưa mà để làm được cái này quý vị không, phải thức sớm nè, phải xay bỏ vào cối đi nghiền rồi xong mới bồng bột, ôi đủ thứ. Bây giờ tiết kiệm thời gian quá, cho cái sữa nó ra rồi mình tiếp tục mình giặt cho tới khi nào mà hết sữa bám ở trong cái xác của cái đậu là được. Mình được một nước, bắt đầu mình bỏ qua mình giặt. Để từ từ để cho mình giặt, chia thêm hai lần. Dùng cái tay mình ma sát cho cái sữa nó ra. Rồi lại tiếp tục. Tiếp tục. Giờ mình tiếp tục mình lược bột, lược đậu. Cái bước này á, tại vì bên đây Huyền Linh không có mấy cái vải mùng như ngày xưa để mà mình bỏ vô cái bao vải rồi mình bồng cái vật nặng lên là chút nó ra hết à. Nhưng mà tại Huyền Linh không có nên phải xài rây. Cái này mình làm đậu hũ, mình nấu sữa đậu nành thì cần thêm lá dứa. Nó cứ như vậy, mình đã có cái sữa rồi thì quý vị muốn chế biến cái gì cũng được. Rồi. Để chắc chắn là không còn cái xác đậu thì mình sẽ rây thêm một lần nữa trước khi cho nó vào nồi lên lò. Quý vị thấy không? Cực đẹp. Mình dùng thêm một cái rây giai đoạn cuối cùng nữa cho lên lò.
cái phương pháp làm đậu hũ là chúng ta sẽ nấu chín cái đậu rồi mới cho nó kết tủa bằng chanh với muối hoặc là giấm với muối cũng được. Nhưng mà quan trọng là quý vị phải nấu cho chín, nấu chín cái sữa. Rồi nên cho lên bếp. Thế là mình cứ nấu nhiệt độ giống như nấu canh bình thường. Đó. Chờ cho nó sôi thôi. Rồi trong khi chờ đợi cái sữa đậu nành sôi á thì Huyền Linh sẽ chuẩn bị đây, mình có hai trái chanh. Mình có nước. Đấy, đây là hai trái chanh Huyền Linh đã vắt xong. Chúng ta cần lược lại để cho cái muối chanh nó đừng có trong cái. Cái muối chanh này của quý vị có thể giữ lại để làm nước chấm, bỏ lên cái mặt nước chấm cho nó nổi đẹp. Làm nó bỏ gì hết. Mấy ông bà xưa của mình thầy không bỏ rơi hết. Rồi đây thì với hai trái chanh như vậy nè, thì theo kinh nghiệm của Huyền Linh thì quý vị cần cho như vậy là khoảng một muỗng rưỡi lưng cà phê muối thôi. Đây, một muỗng rưỡi. Khuấy đều lên. Rồi chờ khi mà sữa sau khi sôi được khoảng 15 phút đó là được. Thì lúc đó chúng ta sẽ cho nước chanh vào cho cái đậu hũ nó kết tủa. Bây giờ là Huyền Linh đã canh được 15 phút thì quý vị nhìn thấy sữa của chúng ta đã sôi, bắt đầu vén màng, sữa chín rồi đó. Rồi bây giờ là cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ cho cái nước chanh quậy với muối lúc nãy đó. Thì cái kỹ thuật á mà để làm cái bước kết tủa này rất là quan trọng là quý vị phải thao tác nhanh. Cái thứ nhất là quậy đều cái hỗn hợp và muối và chanh bên tay trái, rồi quý vị thuận tay nào làm tay đó. Một tay á thì mình phải đảo đều xoay vòng theo chiều kim đồng hồ, đừng có quậy loạn xạ, nó sẽ bị ly tâm, nó không có. Cho nên là quý vị phải quậy đều và một tay đổ một tay quậy, và trong lúc lửa vẫn còn và khi chúng ta xong thao tác này tắt lửa liền và đậy nắp để chờ kết tủa. Đó là cái kỹ thuật mà để làm. Còn cái bước mà trước nãy giờ chúng ta thực tập á, thao tác á, thì nó rất là đơn giản. Cái bước này là cái bước quan trọng. Đó. Cái ván đậu hũ này nè quý vị, là mình gọi là đậu hũ ki á. Nếu mà quý vị đem phơi khô á thì nó là đậu hũ ki nè, skin tofu. Đó. Rồi bây giờ là Huyền Linh sẽ thao tác cho quý vị ha, xem nè. Mình quậy trước đi để cho nó có cái dòng xoay. Rồi mình đổ, tay mình vẫn quấy đều. Đó, quý vị thấy không, bắt đầu nó kết tủa lại nè, tắt lửa liền. Đó. Rồi đậy nắp lại, quý vị thấy không, kết tủa rất là nhanh. Đậy nắp lại chờ khoảng chừng 15 đến 20 phút sau là chúng ta sẽ bắt đầu mình tạo dáng đồ. Rồi sau khi 20 phút chờ đợi thì bây giờ quý vị nhìn xem nè, coi cái đậu hũ cũng chanh kết tủa như thế nào. Đó, rồi bây giờ tới cái phần này là cái phần mình sẽ lọc cái nước ra và mình ăn cái đạm của đậu nành. Thì quý vị làm như vậy mình cần có một cái miếng giấy. Mình có giấy mùng càng tốt. Dẻ mùng thì quý vị nhập lại làm 3 làm 4 á, may một cái như thế này. Rồi mình để lên một cái rổ. Bắt đầu mà
cái đậu hũ luôn. Đừng có nhát tay quý vị, cứ đổ thẳng đó, mà đừng có mạnh quá là được rồi. Đó, mình tắt cái nước này. Rồi xong. Rồi mình cuộn. Làm sao để mà khi mình sẽ dùng một cái vật nặng mình đè lên á, nó sẽ không có bị vỡ cái miếng đậu ra. Đó, xếp kỹ khéo léo để như này. Đó. Rồi. Bỏ cái nước này đi, mình bị thấy không? Rồi bây giờ chúng ta cần có một cái vật nặng để mình đè lên, để cho cái nước nó ra. Thì bây giờ mình lấy cái gì nặng nặng mình đè lên. Mình mượn cái chậu bông này đi. Đó. Rồi, một chút nữa là 15 phút sau. Rồi, thời gian của đậu hũ đã xong quý vị ơi. Bây giờ chúng ta sẽ có mẻ đậu hũ để mà nấu cà ri. Thì Linh đã bắt lên cái chảo dầu rồi để mình chiên đậu hũ bỏ vô cà ri. Đây quý vị nhìn nè. Đó, sau khi chúng ta đã lấy hết nước ra rồi. Chúng ta có đậu hũ. Wow. Đó. Thì mình sẽ cắt mấy cái miếng mà như vậy chúng ta giữ trong cái nước, bỏ vô nước và cất trong tủ lạnh đó. Lúc nào như vậy là chúng ta đã có cái món đậu hũ để dành ăn cho gia đình, và không có hóa chất, mình làm tại nhà cho nên rất là ngon và thơm. Đường tương trao đậu hũ dưa leo, ai chưa ăn chưa phải là thầy. Đó, cho nên là ăn đậu hũ chắc là sẽ được làm thầy. Chúc quý vị có một bữa ăn ngon miệng với những cái món chúng ta chế tác tại nhà.